Đó, trời ơi, cây mít. Dạ. Ủa, cây mít nè nha. Mình quay cho cả nhà coi nha. Mít. Bữa nay cái chồng mít là có thấy thấy để nè. Đức cái này mới thấy nở nè. Tu đó tu. Ồ. Dạ. Trời ơi, bông mít này về làm gỏi ăn ngon lắm. Đi sẵn đi chơi luôn đi, biết người ta. Vô quán ăn. Trời ơi, cây sứ. Cái con trang nữa kìa. À, cây sứ bán ăn. Bông sứ hết đấy rồi chứ. Ừ. Hai bông sứ đẹp nha. Lát ra chụp hình bông sứ à. Cơm. Rồi. Đi vô ăn cơm hả chú? Cơm ngon lắm hả? Cơm. Vô quán ăn cơm mát cho tuyệt vời quá ha. Thịt kho, canh bí. Canh nướng. Món này là đặc sản. Đặc sản khô. Khô một nắng. Khô một nắng. Em đâu em lên vậy em? Em ở thành phố lên. Dạ, à, thành phố ở đấy nào? Ở thành phố. Dạ. À, Bình Tân đó con. À, cũng ở Hóc Môn. Hóc Môn. Dạ. Mát em rồi này mát. Dạ. Mấy cô xuống đây chơi hả? Hay dạ, lại nhà bà con à. Bà con nhất ra đây dạ. Lên nhà bà con giờ tôi rủ ra đi ăn cơm cho dạ. Nó ăn vui vẻ nha ở gần nhà nhiều xe đẹp đẹp mấy thằng cha đổi lên xe đó hơi vô con cho mấy bạn cơm trái luôn. Đưa tiếng lại đây. Đấy đón đây nè, chỗ được không? Dạ. Dẫn chỗ này. Trời ơi tuyệt vời quá. Chắc mai mốt lên hoài quá. Tao nói mà không làm tao quýt. À, dì Bảy ơi, mai mốt cho mỗi tuần mỗi lên quá, coi bà chịu nổi hay là không á, điều quan trọng á. Mày ơi, tao nói thiệt với mày ra trên đời này, cái gì cũng là cắt bụi cuộc đời. Nó lên phim á, mày nói đi, nó lên phim. Em ở nhà nha. Ừ. Ờ, nó lên nhà. Phim á. Nói là nhiều lên hết rồi đó. Rồi nói đi. Ừ, bà không biết, bà nói bà quẩy quẩy. Đó giờ trời đừng khóc nha. Ừ. Sao dạ? Con đi á là có đầu tư hết á chứ không có cái gì đâu. Đây còn che chút nha. Nha. Con rít rượu cho Tư lên làm ấy luôn hả? Ấy gì bạn?
lên phụ luôn hả, phụ bếp luôn hả? Trời, quán ăn trong đây đặc sản nha, vào phải lên quán. Đó, vô lò nướng thịt nè, nướng thịt gà, gà nướng muối ớt nè. Cả nhà lên ăn cơm đặc gà ớt muối ớt nè cả nhà. Nè, để về nè quay. Đó, quay lò đang nướng. Bận nhiều rồi đó không, em làm phụ cho chị. Trời ơi vậy hả, trời ơi sao cảm ơn quá vậy. Để em lấy cái cái bưng mâm. Cái mâm này nữa, cái này luôn phải không? Không phải, để em cắt cái chị cái mâm tròn đâu vậy. Má ơi, má có bước không? À còn con này nó bưng ra liền rồi chị. Cái mâm tròn đâu vậy, đang bị rác đâu á. Rồi đưa đây cho em làm lên. Cái này bưng tuốt bên kia nha con. Cái đó bưng tuốt khoảnh á. Đó, mình bưng gà nướng ha. Thích ơi. Ừ. Lãnh tiền tỷ nè con. Đúng rồi. Đúng rồi. Hai tỷ. Thì nước hoài chứ còn gì nữa. Ủa chị Thu hôm đó xin gì quên rồi. Mình nói cái gì nay đâu mắc mẹ là ngon. Thôi nay ngọt có rồi. Cảm ơn chị. Gà này nó tỉnh rồi đó. Gà cắt thì mình có mấy tờ. Đây 7 người. Em gì nữa 8. 8 phải không? Có 7 người mà. Nguyễn Xem có 7 người. Có 7 người. Tài xế nữa 8. Nha. Cái này là phía ngoài nè. Bao nhiêu mình năm? 8 người. Tổng cộng hết là 8 người. Sao có rồi dần nữa à? Không chứ xe đất 3, chị đếm 4, 7 rồi. Cái này là chị mua ở ngoài chợ. Hai con. Ta mua mẹ mấy tờ đi rồi. Trời ơi gì già rồi, gì đừng có lo. Mấy thằng này nó ăn dữ lắm. Sao có đĩa đâu dền nữa hả? Con xin nó phía ngoài vô rồi lát có cơm nữa. Ăn gà có đâu dền. Cơm trái được. Ngay tại mình xin cái này người ta cho mình mà. Dạ ngon á. Có đậu xanh nữa. Đó là thu. Ủa mình ra tay luôn em, hả? Để bên đây đi cho nó rộng. Thu có lá mùa thu. Mày đỉnh quá. Mọi người thấy không? Mình cắt ngon hơn. Bây giờ này là nửa thu. Bây giờ này là đó. Rồi chiều cũng đâu có cái này để ra tránh chỗ ăn. Ăn phải uống. Thấy này chỉ là khoảng 4 5 giờ chiều là nhớ. Thấy muối ớt là thấy hấp dẫn không? Muối ớt thì ngon lắm. Thấy muối đỏ ha. Giờ cơm mà quán cơm ta đi vô kìa. Mình phải dặn trước chứ với bà không có nấu bán. Chưa đặt mà phải xử với bổ. Chị ơi, có gì mấy mốt mình có lên đây mình liên hệ nha. Liên hệ hả gì Tiêu Chiên. Mình liên hệ với chủ đầu tư. Chủ đầu tư xây dựng. Liên hệ với chủ đầu tư. Gà có trứng. Là gà trống. Gà trống giờ có trứng. Dài. Em lớn hay lớn hơn bà mà sao kêu em? Nào chén nào. Cái này nãy đặt chưa? Cái này 8 ngồi đủ chưa ta? Đây đây. 8 ngồi. 24. Cái bàn này 8 ngồi. Cái bà này bà cũng chơi gắt luôn nữa. Bà để bên đây mà bà chỉ bên kia. Chỉ bên kia hả? Bên kia không à? Cái tí đội của người ta hả? Ờ thì rồi bà nói em để sau lưng chị rồi mà. Để ta để 8 cái chén đàng hoàng.
ông kia giống ông Tư Khoan kìa. Đó, nhìn nữa. Mấy cái này đi rồi, mấy cái này đi qua đây đi. Để đứng ở đây, đây chặt. Đứng với thêm muối ớt không chị. Hồng Bi, Hồng Bi với lại nó sửa xe phụ kia kìa. Ăn cơm. Để nó ăn gà được. Ăn cơm giờ đi chị hai con ăn cơm giờ đi. Ăn cơm giờ đi. Ăn gà chấm cơm chấm. Ăn cơm giờ đi. Ăn cơm giờ đi. Ăn cơm giờ đi. Ăn cơm giờ đi. Ăn ô mẹ làm thợ luôn hả? Làm thợ luôn hả? Rồi, chiếc xe cánh én nè. Nhà nghỉ